Hola, em xin chào tất cả anh chị em buổi trưa ngày mùng 4 nha anh em. Trưa hôm nay ta lại tiếp tục chiến đấu anh em à. Giờ này anh em ăn cơm chưa ạ? Em thì đang nhìn đói like đấy. Đầu tiên là tiền đâu, đầu tiên em lên cho anh em một con áo này này. Con này hơi dày và ấm luôn á. Dày nha, hình như em để cái điện thoại hơi hơi xa ấy. Bữa nay oai giống một cốc chưa? Đây là con áo này. Con này để từ từ ta review. Dày và ấm, dày như áo 10 số 5 luôn. Nhưng mà con này có cái lót này. Con này lót rời nhé nhé. Lót rời nhá. Con này dòng của thằng Thụy Điển hay là Ba Lan gì đó. Mấy cái dòng này để chút nữa ta sẽ coi nó là của nước nào nha. Ở trong có một cái tem này này. Em đo vai. Vai của nó là 43 mà sao nhìn to vậy? Cái dòng này nó dài nhé. Dài áo là 87 ấy. Dài áo 87 nha nha. Con này chất vải cực dày luôn. Đây. Hơi bị đẹp nha. Anh em dòm cái lót này. Lót này giống con 10 số 5 vậy. Ở cái dưới này anh em. Ồ, con này hơi bị ngộ nha. Chắc chắn con này thì không phải của Mỹ rồi. Nhưng mà con này lại anh em dòm có cái mũi tên ở dưới ở bên trong này. Trong tà này cái dây này cũng hơi bị vip á. Trong tà này lại có hai cái này giống cái này mình thả xuống được này. Thả xuống được là nó có cái đuôi tôm ha, còn không là ngoắt lên này. Bây giờ ta coi cái tem của nó coi của thằng nào nhé. Giờ này anh em gọi thì thông cảm nha, em chịu thua đi, không bắt được rồi. Đây cái tem này là tem xanh nhưng mà toàn là sai không à, nó nói về sai không à, anh em đọc được không? Nói toàn sai không chứ nó chả nói là của ai hết anh em ạ. Toàn về sai cái gì gì đây. KL. Nói chung là năm 1987. Năm 1987 anh em ạ. Nhưng mà toàn là KL gì. Nhưng mà thông thường cái này của Thụy Điển với gì đó. Thụy Điển vì không có cái tem nào ngoài tem này hết á. Áo thì dày nhá, dày áo ấm hơn 10 số 5 luôn. Ở đằng sau này. Con này vai thì nhỏ này. Nó nặng lắm, phải trên 3 kg á. Dày và ấm nhá. Con này bao anh em đi Nhật được luôn. Cái màu của nó là màu màu cổ á. Bây giờ em bán đồ em mua màu. Con này 70 kg thôi nhá, 60 tới 70 kg. Đẹp. Con này khá là đẹp. Ở đây có cái túi ở đây nữa này. Đây có cái dây kéo ở đây nhưng mà con nguyên cái túi của nó này. Ủa? Túi thì nằm bên mông mới đâu. Trời ơi anh Hùng. Anh Hùng ơi là anh Hùng. Hola anh Hùng ơi, em đang còn like. Không bắt được chốt nói. Chốt cái mã sao mà đá 25 á nha. 25 à? Đó. Giá mặt đá giá 400. Họ chốt rồi. Thôi họ chốt à. Rồi. Mã 25 mới đây mà là chốt rồi hả? Mới đây lúc trưa hả? Mới lên cái đọp này nè, mới lên cái này nè. Mới lên là lúc lên là lúc trưa. Vì sao? Lúc trưa 11 giờ, giờ đã 4 5 giờ rồi. Anh thì rồi con này là 97% trở lên nha nhé. Chốt giùm em con này 600.000 thôi này, mã 70 chốt lẻ anh em. Con này hơi bị chất luôn. Mua về tặng cho bố hoặc là tặng cho đây có một con rồi, con này thì của cùng một dòng với của con này chắc. Con này vải kaki dày. Thì điển hết nha anh em. Đấy, có cái tem ở đây, tem dập.
con này không có ruột, chỉ có cái vỏ thôi. Vai của nó là 54, con này to nhá. Dài 87 là cái form áo như áo măng tô, nó nằm ở xuống dưới này nhé. Thì ai có nhu cầu cái loại này thì mình hẳn tìm cái này nha. Con này vải ngoài thì dày cùng cổ úa và mới keng. Con này đằng sau cái phọc của nó vẫn khác con kia. Chốt giùm em 600.000 mã 71. Cái vai của nó là to hơn con kia. Mới keng, vừa xài với keo đồng, vừa là cái cúc nha. Con này là 8 đến 90 ký, nhưng mà cái túi của nó thì nằm đây này. Con kia không có, hai túi trước nha. Mới và đẹp không có túi ở số 1. Chốt giùm em 600.000 mã 71. Cái bộ con multicam này, vải caro mới ten. Mới ten nha em. Mới keng luôn. Con này hàng của Mỹ ha, size medium short. Medium short anh em rất cần chiều ngắn nha. Có những con mà anh em medium nhưng mà nó không có short. Vai của nó là 48. Dài áo 72. Con này có ai chốt không trời? Con này em bận nó to lắm nha. Con này là phải vai 50. Em chưa có đo nhưng mà vai con này là phải 50 mấy trở lên. Nó to lắm. 80 ký kìa. 75 80 á. Em ống tay nó hơi bị rách chút, em đưa em cắt sát nách luôn. Nhưng mà hàng satin xưa màu xanh ngọc. Con này 300.000 mã 78 nha anh em. Mới 97%. Và con áo satin ai mà thích bẩn gấu gấu, bẩn con này này. Bẩn cắt nách vậy cho nó đẹp. Rồi, ai chốt con này chốt cho em nha. 300.000 mã 78. Còn con satin này anh em mà thích bẩn bụi như kiểu này á, bẩn thời tiết nóng mình bẩn như vậy cho bụi bụi á, thì chốt em con này 950 mã 007 này. 950 mã 07, đọc mã mà chưa có giấy viết. Hàng chuẩn Mỹ nha anh em, không phải hàng tàu lao đâu. Con này là màu xanh xanh ô liu mà nó hơi. 950 mã 07. Chơi con số 7 nha. Tại vì em tính bẩn thôi, cắt để bẩn thôi chứ không phải bán, nhưng mà thôi bán luôn. Tiếp một con này mềm và mát này. Con này của Italia. Nhưng mà màu xanh ô liu nha. Anh nào mà có quần 6 tứ hộp chất vải kaki mua con này bẩn. Con này của Italy nhưng mà vải rất là mềm mại. Vai của nó 48 nhưng mà mát nha. Dài áo 71, con này ở đằng sau có một đường nối nha bà con. Mới keng. Mới keng. Mới lắm. Con này 500.000 mã 72. 97%. Màu cổ úa. Màu cổ úa. Ok không? Em 55 ký, con này tầm 70 trở lại thôi. Chốt cho mấy em nha. Dòng này không có túi gì hết. Nó đơ như cái bánh đa. Không có cái túi nào hết. Nhưng mà vải mềm mại lắm. Tiếp một con thủy quân vàng này. Tiếp một con thủy quân vàng. Chắc phải kaki nha nhé. Vai của nó là 40. 40,5. Dài 67. Giờ này anh em mình gọi mới đau chứ. Rồi 97% mà chốt 300.000 mã 73. Alo em nghe anh Hùng ơi. Mã 73. Cái áo ngoài cái mã xa mặt đá là mã 25 rồi. Cái năm nay cái 4 giờ nè. 4 giờ á? Em đâu có like 4 giờ đâu. Cái live em lên cuối cùng này là bây giờ 11 giờ trưa. Đi cá xa mặt đá đó. Xe mặt đá đó họ chốt rồi, chốt lúc trưa rồi. À, nó báo cho anh. Đâu, có lịch nào 4 giờ đâu, 7 giờ tối anh à. 7 giờ tối với 11 giờ trưa, 7 giờ sáng thôi. Rồi, ok nha anh. Tiếp tục con này nha anh em.
con này áo nhớ không, em đang like hàng á, dài áo 66, con này là form bo đẹp nhá, bo dung đẹp nhá, con này là dài 66, là khúc cây, cái bo của nó là hơi bị dày này, nó hơi xù lông một chút rồi, cái dòng này hơi bị đẹp nhá, ở trong này có 3-4 lớp ấm cực kỳ ấm luôn, nhưng mà cái cổ này nó may cái kiểu cổ này bên trong này, 500.000 mã 81, bo ngon lành nhá, chỉ có xù lông thôi, xù lông thôi, cái dòng này thì tem này, tem như vậy sao đọc được, cái dòng này thì thông thường em có hay nói với em là thập cẩm các nước á, chứ của Mỹ có nhưng mà nó ít khi có của Mỹ lắm. Có hai túi này em, con này 96% và 60-70 kg thôi. Anh em nào mà có cái phần bụng to to thì 60 nhá, còn anh em nào mà 70 thì phải bụng thon thả một chút. Mà cái form áo mà áo lá cây rừng á, khúc cây á, mà có cổ lãnh tụ này rất là hiếm, rất hiếm nha anh em. Rồi chốt giùm em ạ, 500.000 mã 81. Tình hình này là em bán đồ là không có đồ để bận nữa rồi anh em ơi. Bữa nay em phải đi cắt đồ em bận này. Cứ mỗi được, mỗi bữa, mỗi kiểu thôi. Tiếp một cái con áo nỉ sót nha, một đông nha. Vai của nó là 46, dài áo 70, 46-70. Con này hàng cấp phát đàng hoàng nha. Cái dòng này lại có đời, có tem này. Có tem là tem sai nhá, size Cato, size 84-94 small. Con này small á, và không có đời. Con này đời 77 chứ, đời 77 ở size small. Những con này thì con này là một cổ một lớp nha bà con, thông thường có loại hai lớp nha. Con này hai tem đầy đủ luôn này, nó hơi bị đẹp đấy. Đó, 500.000 mã 82, áo là 96-97% luôn nha. Màu cổ úa nỉ sót nha anh em, màu cổ úa nỉ sót nha. Đấy, con này nhỏ thôi, bằng em bận vừa, 55 kg thôi nhé. Chốt cho em ạ, 500.000 mã 82, 500.000 mã 82. Có một con nỉ sót màu xanh đen này, bữa giờ chưa bao giờ gặp một con màu nỉ sót này nha. Con này thì tem nằm ở dưới này, con này đẹp đó. Vai của nó là 51, dài áo là 78, 51 dài 78. Người ta coi cái tem này là tem gì nè, tem size của Mỹ đàng hoàng, 16 1/2 x 33. Cái này đời của nó là đời 74, hàng của Mỹ đàng hoàng chứ bộ. Ok nha em, em đọc được, em lo đọc thì dành đọc không cho ai đọc nữa. Rồi có một túi, hai túi thôi nha, 300.000 mã 75 à. Màu này bữa giờ chưa bao giờ gặp nhé, chưa khi nào gặp luôn. Cái nút này thì giống nút của thằng Lễ Phục anh em ơi. Cái dòng này giống dòng của Lễ Phục á, Lễ Phục, nhưng mà con này là bằng giả, bằng nỉ giả, đẹp nha. Ai bữa giờ tìm con màu xanh đen hoặc màu đen, quất con này đi. Chốt cho em, có 300.000 mã 75 à, 300.000 mã 75. Cái một con hải quân này, mới keng xà beng luôn, mới keng nha. Vai của nó là 49, dài áo 75, mới keng xà beng. Tem vàng nha nhé, tem vàng này. Chốt giùm em con này là 300.000 mã 75, 300.000 mã 75. Tiếp một con áo Pháp, chất vải cơ kỳ ha, vai 48, dài áo 74, áo của Pháp nha anh em, áo Pháp chất vải cơ kỳ, nhưng mà nó cũng mát lắm.
chứ không có dày như mấy con kia đâu, mà không có nóng như mấy con kia đâu. Cái dòng này ở dưới thì nó có cái bo, bo chun. Rồi con này 96% trở lên áo khoác đi, chốt giùm em 350 mã 76, mã 76 đi. Alo, quên bấm bấm bắt máy rồi này, bấm tắt nên mới đau chứ anh này chắc anh chửi chứ. Bắt máy mà đi bấm tắt người ta. Sorry, sorry, sorry. Tiếp một con M51 này nghe mày. Để anh gọi lại. Tiếp một con M51 nha. Con này là như thay khóa rồi. Thay khóa mà lại khóa talon à trời. Khóa talon nữa này. Không. Ghê không? Khóa nhôm mà khóa talon. Nó có phải thay không biết nữa. Em dòm, để em dòm kỹ coi mà. Đúng rồi, đường chỉ này, chỉ này là chỉ thay rồi này, nó còn chỉ thừa ra đây này. M51 nó thay, hình như thay ở trong quân đội chứ. Cái đường chỉ này, đường chỉ này là đường chỉ của nó, nó thay chỉ của quân đội luôn nha nhé. Nói chung là nhìn cái dây kéo này là ai mà thay dây khóa mà khóa của đời số 7 là có lời rồi, không cần phải nói gì nhé. Nếu như mà thay dây kéo khác thì không sao. Dây kéo khác là mình khiếu nại, còn dây talon này là cực hiếm mới có nha. Nó còn đắt hơn á. Medium small round. Alo anh Bình ơi. Anh gọi em hả? À gửi đi luôn hả anh? Dạ, áo quần 500, áo 200 là 700 á anh ạ. Dạ, dạ, rồi, chúc em gửi nha. Nhưng mà giờ nó bốc hàng rồi, em tưởng anh còn chốt thêm, em lại không cho đi. Nói một mình. Rồi, tiếp tục nha anh em. Con áo M51 này có vết ỉn núc quá trời rồi này. Ở đây thì có một vết dơ. Biết dơ nha, có cái dây kéo là được 800.000 mà con này thấy 800 là hơi bị hổ hàng rồi này. Cái dây kéo của người ta, cái này khúc dưới này nó dơ. Nó dơ khúc dưới này nha. Con này small là chỉ được 60kg. Cao 1m7 trở lên nha anh em. Ở đây bị dơ một chút, ở đây là vết gỡ tem thì không sao. Đây mới là dơ nha. Cái cổ tay vẫn ngon lành cành đào này. Bên này là có những cái đốm dơ. Cái này bị cái gì dăng lên trắng trắng một chút nha anh em. Trắng một chút nha. Con này cái cổ tay này thấy lạ quá. Ông này ông mạng hết luôn này. Ông mở, ông mạng thêm cái cổ tay này nha. Bình thường cái cổ tay này chỉ có một phân thôi. Mà này ông may tới hai phân nữa. Rồi, ok nha anh em. Small là 60-70kg và cao 1m7-1m74. Con này lại đời 3 tem nữa chứ. M51 đời 3 tem nhá. Một tem nhỏ và một tem to ở dưới này này. 3 tem luôn á. Chỉ có bị lỗi cái cổ thôi. Nhưng mà giá 800.000 thì bằng cái dây khóa này rồi. Dây khóa talon nữa đó. Bây giờ ai ưng chốt giùm em à? Áo thì giờ còn chín mấy, đang còn hăng và dày lắm. Giờ nói bán dây kéo thôi là đủ rồi. Còn con áo là anh em lời to. Chốt cho em 800.000 mã 77. Tiếp một con kaki tem vàng này. Kaki tem vàng. Vai của nó là 59, dài 74. Kaki tem vàng hơi bị to nha, con này hơi bị to á. 400.000 mã 74 mà thông thường là cái dòng này anh em tìm không ra được đâu á.
toàn là size nhỏ chích chích thôi. Nhưng mà cái tem vàng nó đi du lịch đâu rồi anh em ơi? Đây có một vết dơ này. Tem này nó đi đâu rồi á? Nhưng mà dòng của các cái tem vàng á, màu cổ quá nha anh em. Rồi 96% và đại bự luôn. Chốt giùm em con này 400.000 mã 74. 400.000 mã 74. Tiếp một con Navy Seal. Vai của nó 47. Dài áo 78. Ở đây nó gỡ tem nha em. Nó gỡ tem nha. 400.000 mã 79. Con này cũng 96% là Navy Seal của Mỹ nha. Chất vải caro. Ai ưng con này chốt giùm em. Con này không có dơ gì hết nhưng mà xuống đều màu. Mã 79, 400.000. Tiếp một con Canada này. Tiếp một con Canada hạt cát nha em. Chất vải hạt cát con này rất là mát á. Vai của nó 48. Dài áo 82, hơi bị dài nha. Con này tem size, tem ở trên cổ đâu có nữa đâu. Đây chỉ có cái tem dưới Canada hàng xưa. Con này 600.000 mã 89. Đều màu nha. 96-97%. Chưa có bị mất men gì hết. Vẫn là đều màu. Nó còn thuộc cái dạng màu cổ úa chứ chưa phải là màu ô liu. Rồi chốt cho mấy em nha nhé. Hàng xưa 600.000 mã 89. Có một con của cà chua của Đức này. Có một con cà chua của Đức nha em. Sumi thôi. Sumi mỏng. Vai của nó là 54. Dài áo 77. Ai chưa có áo này chốt nha. Mới tên. Bên này có một cái túi này. Rất là đẹp. Ở đây nó xài bằng dây kéo nữa luôn á. Rất là đẹp. 97% anh em ạ. Bệnh con này vào cái thêm năng động hơn liền không em? Năng động hơn liền không? Con này tầm 70-80kg. Em nói tầm thôi nha. Còn anh em mua là phải đo vai ạ. Thứ nhất là anh em mới khách mới mua lần đầu phải đo dùm em cái vai từ trên cùng này này. Áo, lấy áo sơ mi của mình á, đo dùm em từ đây qua đây là sẽ biết vai của mình nhé. Con này chốt dùm em 300.000 mã 88. Có một con nỉ này. Một con già nỉ nữa nha anh em. Già này mà thời tiết lạnh anh em bẩn mê hồn lắm. Vai của nó là 49-495. Dài áo 70 ạ. Con này đời tem dập nha em. Con này của Mỹ á. Rồi con này 600.000 mã 90-97% nhưng mà dòng này sao mà nó có một cái đường bên đây này. Đường bên này là đường rin của nó nha. Nhưng mà anh em mà không thích về anh em có thể mở ra được này. Bên này là 2 phân là 4 phân rồi. Nhưng mà tại sao ở mực ở bên trong lại có một đường mực như vậy ta? Nó viết cái gì xong nó xóa đi á. Nhưng mà mặt ngoài nó không có lem ra nha. Nó vẽ, nó viết gì ở bên trong á. Rồi, ta lại cho tụt phần trăm luôn này. Nhưng mà áo đẹp không lầm lỗi gì hết nha em. Chốt giùm em con này là 600 mã 90. 600 mã 90. Tiếp một con sơ tem màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc. Vai của nó là 45. Dài áo 74, vai 45, dài 74. Mất một cái tem size nhé. Mất tem size rồi. Tem đời nó cũng hơi mờ rồi. Áo thì là đều màu ở đây. Nó gỡ một cái tem ha. Gỡ tem nhưng mà không sao đâu. Vẫn đều màu. Chưa có bị lủng rách gì hết. Trên vai này cũng gỡ tem này. Không có lỗi, không có lủng rách gì hết á. Không có lủng rách nha. Nó chỉ gỡ tem thôi. Đó. Rồi, 96% chốt 600.000 mã 87. Có anh em nào khách mới mà chưa hiểu được 600.000 mã
687 là cái gì không ạ? Đây là cái mã em dán trên đồ này. 600 là 600 nghìn tiền con áo này. Còn cái mã 87 là con áo này có cái mã riêng. Anh em nào mà muốn chốt con này mà cảm thấy con này vừa là đọc dùm em cái mã 87 là em sẽ biết con này vào ngày của ngày mùng 4 nha. Trưa ngày mùng 4 là em biết. Còn mà anh em mà xem video sau em bán tới ngày mùng 6 mà anh em vẫn chốt cái mã này thì dễ bị trùng. Cho nên mình phải nói ngày mình coi luôn á. Em đều ghim ngày tháng của nó ở trên trên cái gì tiếp mục phần mô tả như em. Đây là một con chất vải caro thủy quân lục chiến vai 55, vai 55, dài áo 74. Con này mới nha, 97% ạ. Con này 97%. Và lưu ý con nào cũng có mã và cũng có giá tiền của nó hết nha anh em. Em thấy khách mới vẫn chưa biết được, chưa biết được là nói tôi chốt cái con màu nọ màu kia thôi, chưa biết nó là cái gì hết. Đây, con này là 500.000, mã 85. Chốt giùm em nha. Gọi alo Trâm ơi, chốt cho anh con mã 85 là em sẽ lụm lên. Còn lúc đó là không biết vai bao nhiêu nữa, em đọc xong là giao cho các anh rồi đó. Tiếp một con sơ ten ạ. Vai của nó là 43, dài áo 70-71. Cái cổ nó hơi bị dơ một chút nha, nó có cái vết gấp ở đây không phải dơ. Còn cái vết sai này thì nó tua rồi. Cái áo này đời của nó cũng vẫn đang còn chữ ạ. Chữ vẫn đang rõ ràng anh em. Con này đời sâu X. Con này vai có tem nhưng mà ở đây nó bị dơ nè. Em nhìn thấy cái phần dơ chỗ vai không ạ? Đằng sau thì đều. Con này cũng màu xanh nha. Màu xanh này nói về xanh ngọc chứ nó gần như màu ô liu nha mày. Nó cũng là xanh, xanh tươi, xanh ngọc mà nó tươi lên, đẹp không? Rồi 96% trở lên nha anh em. Ba tem rin đi theo áo này. 700.000 mã 86. 700.000 mã 86. Tiếp một con Navy Seal nữa. Chất vải caro nha nhé. Vai của nó là 48. Dài áo 74, 48-74 ha. Con này 400.000 mã 80 ạ. 400.000 mã 80, 96% nhé. 96% đều màu và đẹp. Hàng chuẩn cấp phát nhưng chỉ có cái là đã qua sử dụng. Chốt giùm em 400.000 mã 80. Còn hai con nữa hết này. Con này hơi đẹp, màu xanh ô liu. Đẹp không? Con này vai 45, dài áo 74, vai 45 dài 74. Cổ này đều không? Cổ đẹp không? Con này cái màu của nó ô liu cực dày đỉnh luôn. Ừ. 900.000 mã 84. Con này chỉ có ở ngay bắp vai này nó bị gỡ tem thôi, bị lủng lỗ thì anh em may dùm em hai cái tem vào đấy. Phải không ạ? May hai cái tem lên. Nhưng mà con này rất là chất. Về em không thích cắt ba ống tay như em mới bẩn luôn. Chơi cho nó quát. Chơi kiểu mới, khỏi cần may luôn. Cắt luôn. Anh em biết không, cái đường này là đường may trần đôi này. Mình chỉ cần cắt sát mép này là được, không cần đi thở nha. Cần sát mép này là nó ok lắm rồi. Có một con áo chơi quầy quầy theo kiểu phong trần một chút. 900.000 mã 84, giá lao động nha, mới. Con này mà cắt thì phí lắm. Áo này mà không ấy là phải cả triệu mấy thôi. Chứ một con satin màu màu ngọc, màu xanh ngọc nhưng mà nó xuống màu á. Con cuối cùng nhé. Vai là 45,
vai 45, dài 72. Đó, vải thừa ngang nha. Con này vải thừa ngang nha. Con này là đời 72 này. Đời 72. Con này trên này có gỡ tem mà nó bị lỗi một chút à. Nó không phải lỗi, nó xù một cái sợi chỉ thôi. Còn đây mới là lỗi này. Nó có một cái sợi chỉ nó móc, nó rút ngang nhé. Sau thì đều. Đó, con này khá là đều á. Đây nó gỡ tem thôi. Ok nha. Ta cũng cho 96% vào. Đây là con cuối cùng của hiệp này nha nhé. Em sẽ hẹn anh em tối nay vào lúc 7 giờ. Ta lại gặp nhau tiếp nha. Như kiểu là không gặp có trăm là không có chịu được. Bữa nay có ai phải cai chưa? Có anh em nào phải đi cai vì cái vụ nghiện đồ này chưa? 600.000 mã 83. Ai mà cai thì alo em nha. Em chỉ cho cách đơn giản và đơn giản, rất là dễ làm và ai cũng làm được. Và vĩnh viễn không bao giờ anh em gặp lại con trâm nữa luôn. Là khỏi phải mua đồ. Rồi em bye anh em nha. Bye ạ.